lên. Một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng, một mình lầm lũi thân cò được một con tôm đôi ba con tép. Đêm nay không thấy có con cá nào. Có ơi có hỡi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế. Có ơi lặn lội cả đêm thương cho đàn con, cạnh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Ôi à có ơi thôi về kiều có cơn sông ập đến rồi, sáng đầu mùa sung ba hồn đón cơn mưa đầu tiên vì để ngày mai nhìn đàn bò trắng ngẩng đầu vươn sáng dài dọc cái mai bay về phía chân trời bầu trời sập nát đầu mưa rộng lớn. Phương Linh và Minh Anh, những cái bước đi rất là rón rén giống như đi bắt cò vậy hả, đi nhẹ nhàng chuẩn bị túm chân con cò. Cô thấy là nó đôi lúc á nó không giống bắt cò mà cô thấy giống đi bắt ma. Cô cười rồi. Cô những lúc cô bị mắc cười tại vì thật sự là cô là hay diễn ma ở sân khấu lắm, nhưng mà sau đó thì các con lại kéo cô trở lại với cái cảm xúc của bài này. Dám lựa chọn bài hát như thế này là rất là mạo hiểm rồi, và nếu như mà hai cô nàng này không có quái thì dễ gì mà được huấn luyện viên của mình chọn cho một cái bài hát khó như thế này chứ. Cho nên cô nghĩ rằng là có cái sự quái dị trong bài hát này đi cũng không sao, bởi vì đó chính là cá tính của các con. Chúc mừng hai bạn nha. Cảm ơn hai con. Nói chung là buổi tối mà hai con mặc cái bộ đồ màu trắng này, bác ơi, con đi bắt cò là thế nào cũng bắt được một vài con đó. Bây giờ đi xin mời Vũ. Đây là một bài rất là khó hát, nhưng mà hôm nay hai con làm rất là tốt. Duy nhất mà chú nghĩ là hai con có thể làm tốt hơn, cái này nó không có liên quan gì tới hát hết á, nhưng mà ngay cái đoạn cuối á, khi mà hai chị hết hát là chị xả vai luôn, là cái đứng im vậy nè, cho ban nhạc đánh một mình. Đáng lẽ con phải giữ cái sự mà chú ý đó bằng cái ánh mắt nhìn hay cái gì đó, xong con giữ, xong con diễn cho tới hết bài ban nhạc ngưng con hề xoát vai, chứ hồi nãy con xoát vai sớm quá. Hình như con bé nó gồng cái đó nó hết pin nè anh ơi. Em gắm hai cục pin đầu lên đây kìa. Không có đâu, thấy cũng dữ lắm, tại vì hết cái bài cái bắt đầu nó ao vũ cái bộ xong anh ngờ nó còn nữa, còn nhạc nữa, cho nên lúc đó hơi bị lúng túng. Còn ở bên đây Phương Linh á thì thấy cũng hết rồi nhưng mà cũng còn múa rồi cuối cùng cũng xẹn cái đúng nhạc. Mà nói thiệt nha, tí giờ nghe con cò là cô có cảm giác là con nó mảnh mai, nó dễ thương lắm Vũ ơi. Dạ. Nó mềm mại lắm, mà sao cô thấy hai con cò này hát, cái con cò này nó bạo lực dễ sợ, nó lửa rừng rực năng lượng quá trời luôn á. Minh Anh này có lúc bè giọng con nó trầm mà nó rên, đang hát cái bè bật cái lên hát
Linh Tâm hát cái giọng khác liền, rất là khỏe luôn. Yeah. À, rất là tốt luôn á. Tiết mục nói chung là tiết mục tụi con thấy là nội lực rực lửa, cò rực lửa. Con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn con. Xin mời Lập. Chú Lập nghe cái tiết mục này cái nó hot rồi, nói cái tiết chú Lập cái bị chưng ngẩn, ủa hot rồi hả, ủa sao không hát thêm đi, tại hay quá. Quá trong kia mình muốn được nghe thêm rất là nhiều nữa, nghe mà thấy đã lỗ tai lắm. Khi mà các con lên những nốt cao rồi chú rợn hết cả da gà đó, rồi cộng thêm những cái động tác mà nó đương đại vô cùng luôn á. Con nhà người ta đây là hai con cò là lửa lửa mà nó làm những cò lặt lìa lặt lòi giống quyết nữa. Đầu tiên là phải cảm ơn hai con. Chính xác. Nhưng cái đầu mà đón đầu vô cái câu kìa nhà. Có là đó, bắt đầu là đếm, bắt đầu hai ba kìa đó, có là đếm. Con ơi sao mà đứa trước đứa sau, cái đó vô đầu bài thôi. Dạ, đúng rồi, xa lẹ tí xíu. Dạ, không sao hết, nhưng mà lần sau mình smooth hơn. Và cô thấy được cái thần thái của tụi con với quan cái trọng bài là hát tụi này con có sự kết nối với nhau, đó mới là sự quan trọng, biết nhìn nhau, biết nương nhau mà hát. Cái lúc tập với cái lúc mà lên sân khấu nó một trời một vực thiệt luôn á. Em với Huy phải hai đứa đứng đập Huy. Ê để ý đi, trên kia trên kia còn con còn mặt ở trên nữa kìa. Đâu đó còn con kìa. Nói chung nói túm lại nói cái gì mà cùng nhau nè, hôm nay tụi con rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Chú hai đứa nhỏ đang khớp như Sam, hai người chật đường ray nãy giờ. Nói chung là rất tuyệt vời, xuất sắc. À, xin chúc mừng Minh Anh với Phương Linh, hai bạn đã có một phần trình diễn con cò rất tuyệt vời. Nào bây giờ đi vô theo kiểu con cò giùm anh được không? Vô. Thoát dai rồi, thoát dai rồi. Này dân trộm. Bây giờ là đang trộm rồi, thoát dai. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu, một màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi, ôi đẹp dịu dàng. Một màu xanh lam chấm thêm màu trắng, thời chinh chiến đã qua rồi sáng màu em tôi, một màu đen đen, một màu trắng trắng, chiều hoang vắng chưa xe tang đi thật vội vàng, một đường công công nối bao đường vòng, họa người dương nhớ khuôn mặt mát nhìn giờ. Đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối, làm sao vẽ cây hoa đêm không hồ. Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu.
quá nhiều màu luôn, rất là ấn tượng. À, vậy bây giờ sao chắc là mời anh Long Nhật luôn đi ạ. À? Dạ, của anh là chỉ có vàng xanh tím thôi. Dạ, tụi em có một bảng màu luôn, anh thấy sao ạ? À? À, nói chung là cái tập của tuần này đó. Đã là đã. Đã. Đã dễ sợ, đã về âm nhạc, đã về dàn dựng, đã về cảm xúc, đã về tất cả. Nó cho Long Nhật cũng như là cô Đoan Trang, cũng như là chú Nam Cường và tất cả khán giả ở phim trường. Và chú tin chắc rằng mà khán giả cả nước, khán giả khắp nơi xem chương trình này qua màn nhỏ thì là ai cũng sẽ có nhiều cái cung bậc cảm xúc tan chảy, yêu thương, sôi động và rất là nồng nhiệt luôn. Cái bài Sắc Màu là một cái bài quen thuộc của nhạc sĩ Trần Tiến mà nhiều danh ca hát rồi. Là một ca khúc dễ nhưng mà rất là khó. Mình làm sao mình diễn tả được tất cả bộ cái màu sắc trong đó, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím. Mỗi màu sắc nó nói lên tất cả cái cung bậc tình cảm. Vừa cái ngày vui, vừa cái nỗi buồn, có những cái niềm hạnh phúc của những đôi lứa yêu nhau và có những cái chia ly của cái sinh ly tử biệt trong đó nữa. Và với cái độ tuổi nhỏ xíu như các con. Mà hồi nãy chú có nói với cô Đoan Trang về chú Nam Cường là sao mà tôi yêu mà cái đứa con nít quá trời, nó nhỏ xíu mà nó đẹp. Tại vì cái tuổi của các con là cái thời của chú đó, mà các nhà văn, các cái tác giả đó đã gọi là tuổi ngọc, tuổi thần tiên. Hôm nay các con đem đến cái tác phẩm Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến bằng một cái tâm thế khác. Các con phủ lên mình một tác phẩm nổi tiếng của những người lớn bằng cái tâm hồn của trẻ thơ, bằng cái suy nghĩ của thời đại. Cả con kết hợp giữa cái mới và cái cũ và cả con đã thành công. Chúc mừng cả con. Cảm ơn chú. Cảm ơn Long Nhật rất là nhiều ạ. Tiếp nối cô Đoan Trang, xin mời cô. Tụi con vẫn thể hiện được cái năng lượng ghê gớm của mình, nhất là mấy cái đoạn gằn giọng rồi đó. Thật rồi, sự cái khó. Đó là phải có sức khỏe. Tại vì bản thân Nhi với lại Nhật Minh là đã là dân rock. Dạ. Trong các cuộc chơi khác cũng vậy, là hai đứa con là có cái thế mạnh là cái giọng nội lực, hát giọng ngực á. Đó cho nên là vô đây là cái đó là một cái nét gọi là rất là sáng của hai đứa con với cái bài này. Và cái bài này nó đã ở chỗ là nó đi lên từ từ tới khúc cuối luôn, và tụi con vẫn giành được cái năng lượng tới khúc cuối cùng luôn. Chúc mừng tụi con. Dạ, cảm ơn cô. Cô Trang có nhớ tuần trước là rút kinh nghiệm không? Có nghĩa là cái năng lượng phải phân bố làm sao hợp đúng lý nhất rồi, ở phần cuối rồi. Là knock out. Đúng và tuần rồi. Này làm được không ạ? Làm được, nhớ làm bài, được nếu nhớ được bài. Vỗ tay. Wow. Học trò mà giỏi nhất là nhớ lời cô dạo dày. Chính xác. Tiếp nối anh Nam Cường. Đúng là nhìn thấy tụi con tràn đầy năng lượng luôn. Từ ngoại hình cho tới giọng hát là tràn đầy năng lượng luôn. Với cái bài Sắc Màu này thường thường người ta sẽ làm nó rất là ma mị. Nó khác với màu tụi con ngày hôm nay. Tụi con cái bản hòa âm này đúng là rất là hay. Đưa cái từng cái bậc cảm xúc đưa lên và cuối cùng lên tới đỉnh luôn là tụi con. Cuối cùng là knock out là quá quá tuyệt vời luôn. Quá là hay. Tụi con hỗ trợ cho nhau hai cái giọng nội lực nhưng mà nó không có bị khó chịu. Đó, cái bài này mà cỡ mà đưa cho chú là sao banh luôn rồi. Đó, chú không có cái kiểu mà ào kiểu gặn như tụi con được. Chú là cái nhẹ nhàng êm đềm thôi. Đó, nhưng mà nghe cái bài này chú rất là thích. Chúc mừng tụi con. Dạ, con cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và cảm ơn tụi con đã có một cú knock out với tiết mục cuối cùng này dành cho ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả. Quá là tuyệt vời. Một tràng hỗ tay nữa cho Ngọc Nhi và Nhật Minh. Về cánh cò
Phải nói là tiết mục này rất là đẹp trên sân khấu đúng không ạ? Đẹp thứ nhất ở đây là cảnh trí, thứ hai là tụi con với hai tạo dài. Đây là chữ mẹ, bên này là chữ hiếu. Không biết là cảm xúc của anh Long Nhật như thế nào ạ? Tròn cả con mở màn cho cái buổi tối hôm nay là một cái điều rất là chính xác luôn. Thái Hà, chú ngồi ở đây chú ngắm nhìn lên, chú thấy con nhỏ xíu mà đáng yêu vô cùng. Nhưng mà con rất là chững chạc, con bước từ trên cái bục xuống, con đi đứng đàng hoàng chững chạc và giọng đẹp quá trời. Trong sáng mượt mà cái trường độ cao độ của con là chính xác và con hát rõ rõ từng lời. Bên cạnh đó là Tấn Bảo, con có cái quãng trầm đẹp quá và hỗ trợ cho nhau cái phần bè và phần đuổi, cái phần vô can nữa, cái phần kết rất là hay luôn. Chú không biết nói gì hơn, chú rất là xúc động và chú rất là chú tan chảy bởi vì trên hai cái tà áo và chữ mẹ và chữ hiếu. Mẹ là tuổi thơ, mẹ là quê hương, mẹ là tất cả những gì mà chúng ta đem theo cả cái cuộc đời này, bởi vì quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Cảm ơn hai con. Xin được cảm ơn Giang Thảo Long Nhật rất nhiều. Và có thể nói là hai bạn nhỏ này như hai chàng hoàng tử bé đúng không ạ? Nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy chững chạc thông qua từng cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Qua cái phần trình diễn của tụi con, cô đánh giá được cái thế hệ mới thông minh quá. Tụi con chưa có được rèn giũa nhiều về kỹ năng, kỹ thuật âm nhạc, chưa được học tập nhiều về chuyên môn thanh nhạc. Nhưng mà tụi con nắm được cái cách hát, cái đó là cái điều phải nói là từ ở trong cái máu của mình rồi, trong cái năng khiếu của các con rồi. Cho nên các con là những cái vốn rất là quý giá, các con tài năng thực sự. Xem các con hát á, cô quên đi phải phân tích cái gì ở các con, mà làm cho cô thấy được một cái tình yêu về quê hương, về đất nước, về cha mẹ. Và tiếp tục ạ, xin mời giám khảo Huỳnh Lập. Nói về mà diễn viên Huỳnh Lập mà đi chấm ca nhạc thì nó hơi bị không có vô lắm. Hơi ngộ nghĩnh đúng không? Hơi ngộ nghĩnh nhẹ một chút xíu. Là bởi vì bản thân mình nó không có am hiểu quá nhiều về phần nhạc đâu. Cho nên là tất cả về chuyên môn là nhường cho hai anh chị đây hết. Bản thân chú chỉ nhìn về tổng quan về cái diễn xuất của tụi con thôi, về cái thần thái của tụi con. Cái bài hát này là cái bài hát nó quá là phù hợp với cảm xúc của tụi con. Nó nói về cái tình cảm của cái người con dành cho những đấng sinh thành mà. Nó không có cần phải tưởng tượng, nó không có cần phải hóa thân nữa, nó chẳng cần diễn xuất gì cả. Tụi con cứ lấy đúng cái tấm chân tình của tụi con dành cho cha, dành cho mẹ, dành cho những người đã nuôi nấng mình, là tụi con sẽ thể hiện một cách trọn vẹn nhất cái ý nghĩa của bài hát này. Thái Hà như vậy nè,
cái giọng của con cao lắm, chú nghe tới đâu là chú nổi da gà tới đó. Nhưng mà con hơi bị nhìn lung tung. Lúc mà bạn của con hát á, con cầm cái micro mà con cứ gì nè, giống như là con hoang mang, con nhìn con cái đi gì tìm á, cái gì đâu con chú? Tìm cái gì á. Giá như mà mình tập trung hơn được một chút xíu thì cái phần trình diễn của con sẽ hoàn hảo nhất có thể. Bạn Tấn Bảo thì có vẻ bình tĩnh hơn, kiểm soát được cái cảm xúc, cái gương mặt của mình. Cảm ơn hai tụi con rất là nhiều, bài hát rất là hay. Dạ. Giờ hỏi luôn, hôm nay có hồi hộp không con Thái Hà? Dạ không á. Không đúng không? Tấn Bảo cũng vậy đúng không? Đi tìm đồ ăn đó. Dạ hả? Chắc đói lắm đúng dạ, không con? Dạ, cò buổi tối đi tìm đồ ăn vậy thôi. Nhưng mà thực sự phải nói là cá nhân chú Minh Xù thấy là hơi tiếc tí xíu ở cái phần kết. Có nghĩa là mình... Ủa sao hết rồi ta? Hơi hận. Nhưng mà đây cũng có thể là một chiến thuật. Nếu như các bạn muốn nghe nữa, nếu như ban giám khảo muốn xem nữa, thì ban giám khảo phải giữ cặp đôi này lại. Bởi vì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định cặp đôi thấp điểm nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Nhưng ngày hôm nay, các con thân mến, mở màn quá tuyệt vời. Một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Ơi trôi về đâu giấc mơ mong manh.
cô ấy lạnh lùng. Đời em chưa biết phút yêu vui yêu thương ngọt lành. Tuổi thơ em chưa biết tung tăng vui chơi bạn bè. Tuổi thơ em chưa áo chưa cơm chưa vui học hành. Ôi đau xót, đời biết dù ca hát ta xin dựng lên lòng thành. Lời hôm nay ta hát cho em yêu thương mộng lành. Hồi lên dần thơ xót em thơ tương lai mịt mờ. Bàn tay em cứ giữ em thơ tìm được những giấc mơ. Bàn tay em cứ giữ em thơ tìm được những giấc mơ. Tụi con ơi, tuy rằng là cái nội dung của cái bài hát đầu tiên á, thì nó cũng không trọn vẹn lắm đối với tất cả các bạn nhỏ đúng không? Mong muốn là có ba có mẹ trở về với mình, nhưng tụi con á, phần sau làm cho mọi người có một cái cánh cửa mở ra với sự lạc quan và tin tưởng là tụi con chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Và ngày hôm nay với cái câu chuyện kể như thế này, không biết chị Đoan Trang, chị muốn nói gì với các con không ạ? Hai đứa con mỗi ngày mỗi khẳng định cho mọi người thấy cái đẳng cấp của tụi con. Hát kỹ thuật rất là tốt. Hát rất là ổn định. Cái đó là một trong những cái khó đó. Giữ được cái phong độ cho mình. Bất cứ một cái bài hát nào cũng chinh phục một cách rất là dễ dàng đối với hai đứa con. Và phải nói là một lần nữa cô rất là khâm phục và người chọn bài. Chọn bài là một trong những cái khâu vô cùng quan trọng. Bởi vì tụi con là một tờ giấy trắng. Người chọn bài là cái người sẽ đưa ra cái đường lối cho tụi con để tụi con có được một cái phần biểu diễn thành công hay là không. Và cái phần biểu diễn của tụi con với những cái bài hát vừa phù hợp với lứa tuổi của tụi con nhưng mà vẫn có đất để cho hai đứa biểu diễn hát đơn, hát solo, có những lúc hòa giọng với nhau, bè phối, mọi thứ rất là hợp lý. Một lần nữa cô xin được chúc mừng hai đứa một tiết mục thành công. Điềm tĩnh chị ha, hát càng ngày càng chững chạc và già dặn thiệt á. Già với sự già luôn mà trong khi tuổi nhỏ xíu ha. Già chú lâu nhật, sao chú? Tuần này sao chú mê không? Nói chung là tuần nào hai đường làm chú khóc hết trơn. Hồi này trong màn hòa trang chú còn nói với cô Đoan Trang là nếu như mà có một ông buộc hay một bà tiên gì xuất hiện á, thì chú sẽ xin với ông buộc rằng là cho cha mẹ đừng ngồi già, cho cả con đừng ngồi lớn, và cho chú với cô ở nhà là cứ như vậy thôi. Thời gian nó dừng lại ngang đây là đẹp rồi. Cái phần đầu Đức Bình hát hay quá trời đấy. Mà cái cột hơi nó vững chắc, có hát chững chạc như một người trưởng thành. Tôi khẳng định thêm một chuyện nữa là cái chuyện vợ dòng nó không có ảnh hưởng tới con một chút xíu nào hết. Bởi vì cái kỹ thuật thanh nhạc của con rất là tốt luôn. Còn nói về Quỳnh Anh thì là có hát trống sáng. Và cái bài hát đầu tiên là chủ nhìn qua cô Đoan Trang là cô Đoan Trang khóc, chủ cũng khóc. Nhưng may quá đi, tới cái bài thứ hai nó mở ra một cái cánh cửa mới. Cái tương lai nó sáng ngời như là tương lai của cả con như vậy. Hát là phải chạm vào trái tim của người nghe và ở luôn trong đó, đừng có thèm ra nữa. Và hai con đã làm được điều đó. Chú yêu hai đứa con nhiều lắm luôn á. Chú cho điểm cao lắm á nha. Lì ở trong đó luôn nha tụi con. Đừng đi đâu hết. Hay. Về phần kỹ thuật thanh nhạc này kia nọ thì chị Đoan Trang và anh Long Nhật đã chia sẻ rồi. Thế thì không biết là một người, thôi bây giờ anh nói như vậy cho nó đơn giản dễ hiểu, là một khán giả ngồi thụ hưởng hết tất cả những cái cảm xúc này, không biết là Huỳnh Lập em đang muốn chia sẻ điều gì? Nói như vậy chính xác á, em có nghĩa là em đại diện cho khán giả và em được quyền nói đi ha. Như vậy đi, chính Huỳnh Lập là người mới, khi mà Vĩnh hát mấy câu đầu thôi là Huỳnh Lập đã quay qua nói chị ơi, kỹ thuật hát tốt quá. Có nghĩa là cái kỹ thuật của tụi con chạm tới những người khán giả một cách rất tự nhiên. Rất tự nhiên. Đúng rồi. Không, nhưng mà anh bổ sung này nè, là tại vì anh vì chị Đoan Trang là dân thanh nhạc thì mày biết con hát cái kỹ thuật con giỏi. Nhưng mà cái kỹ thuật của Đức Bình và Quân Anh ở đây còn một cái điều rất là đáng yếu luôn, là nó không có khó chịu, nó không có phô trương. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Cho chú hỏi là hai con nhiêu tuổi rồi? Con 13, Quỳnh Anh cũng bằng con 13 tuổi. 13 tuổi. Nghe tụi con hát là chú muốn tuột xuống 12 vậy đó. Cảm giác chú trẻ hơn tụi con rất là nhiều luôn á. Tại vì biết sao không, tụi con có được cái sự bình tĩnh. Mà cái sự bình tĩnh này rất là khó tìm được ở lứa tuổi của tụi con. Khi mà tụi con hát cái bài này, nếu như mà tụi con, cái tâm lý tụi con không vững ấy, rất là dễ bị lung lay. Con biết lý do tại sao mà chú đạo diễn không có dàn dựng cho tụi con về cái tiết mục này không? Là bởi vì tụi con dư sức để mà có thể giữ được cái trái tim của khán giả trong mắt của tụi con luôn. Tụi con đừng bao giờ có một suy nghĩ là không biết là chú đạo diễn có bị thiên vị hay không mà không dàn dựng cho mình, mà cứ dàn dựng cho những tiết mục khác. Là bởi vì mỗi một tiết mục nó sẽ có một cái giá trị khác nhau.
giống như về cái tiết mục của tụi con đi, dựng nữa nó cũng bằng thừa, nhưng mà sẽ có những tiết mục không dựng không được. Nó sẽ tùy vào cái giá trị và cái mục đích của cái bài hát nó như thế nào. Ở đây chú ghi cũng khá là nhiều luôn á, mà thật ra các anh chị cô chú bên đây nói hết rồi. Chú chỉ bày tỏ cảm xúc của mình thôi. Chú như trên thôi. Như trên, chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Chào tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh.
Trời ơi, lại là một miền đất khác đúng không ạ? À, các bạn học sinh ở đồng bằng thì đi học khá là đơn giản thôi, nhưng trên miền núi thì lại khó khăn hơn, nhưng lại có những cái kỷ niệm và những cái nét đẹp khác nhau. Tụi con ngày hôm nay đâu? Giơ cái dù lên coi. Dạ. Trời ơi, xinh quá trời xinh luôn vậy á. Không biết là chú Hòa Nhật Nam cảm thấy như thế nào ạ? À? Xin mời chú. Tiết mục này làm cho chú muốn một lần được lên những miền Tây Bắc xa xôi, có những cái ruộng bậc thang hoặc là những cái vùng hoa tam giác mạch rất là đẹp. Hai cô bé, cậu bé Văn Minh và Ngọc Giàu bình thường rất là tăng động và rất là quậy, nhưng mà đưa vào những bài hát nào mà nền nã và nhẹ nhàng du dương là chú lại thấy là tụi con vẫn giống như đang ém cái nguồn năng lượng đó. Và hôm nay cũng làm, cũng diễn rất là nhẹ nhàng để phù hợp với cái nội dung bài hát. Và rất là dễ thương là cô Ngọc Giàu á, là được ban tổ chức sắp xếp cho bộ đồ này, là cô nói ngay với chú Hoàng Nhật Nam là chú ơi, ở nhà con có một cái dù màu cam, ngày mai cho con đem theo để con diễn luôn nha, vì cái dù đó rất là đẹp. Đó là hôm nay là cái dù đó là của bé đó, và rất là hợp phải không quý vị? Dạ, rất hợp luôn. Với Văn Minh á, thì Văn Minh có một cái điều bất lợi là cũng đang độ tuổi vỡ giọng. Nhưng mà chú nghĩ rằng với những sự thể hiện của con, và đặc biệt là tiết mục ngày hôm nay, thì cái sự vỡ giọng đó nó tạo nên trong giọng hát của con á, cái nét nam tính. Nhưng mà đâu đó vẫn còn cái sự hồn nhiên và rất là dễ thương của tuổi thơ. Cho nên là hai cái pha lại thì tạo nên cho con một cái nét nam tính rất là đáng yêu. Chú rất là thích những cái phần tụi con diễn, bản lĩnh về sân khấu, về diễn xuất, về ngôn ngữ, gương mặt hoặc là tay chân, hoặc là di chuyển cùng với nhau, cùng với vũ đoàn. Chú thấy rất là điêu luyện. Chú nghĩ đó là một trong những cái lợi thế của hai con. Còn về phần giọng hát như thế nào thì chắc là sẽ để cô Văn Trang, cô Đoan Trang sẽ góp ý nha. Nhưng mà chú nghĩ rằng là đây một tiết mục rất là dễ thương. Chúc mừng hai con. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Trời đất ơi. Lần nào cũng vậy anh, lần nào cũng vậy luôn á, tới cái đoạn mà giám khảo nói xong cái dạ con cảm ơn đồng thanh gì đó. Dạ mời cô Đoan Trang tiếp nối luôn ạ. Hôm nay thì phần hát của hai con thì theo cô đánh giá một cách rất là thật lòng, đó là cái lần này cái phần hát không bằng những cái lần trước. Nhưng mà cái cô bất ngờ và cô vẫn luôn tin tưởng cái cặp đôi Văn Minh Ngọc Giàu vô cùng, đó là cái sự nhạy bén của các con. Cái sự thay đổi của tụi con. Tụi con không bao giờ ngần ngại cái việc mà học những cái điều mới. Cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó là cái mà các cô chú muốn được nhìn thấy các con. Nếu như mình chinh phục được tất cả những cái điều đó thì là xuất sắc rồi. Nhưng nếu như tuần này mình tốt, tuần sau một cái bài học mới mà mình chưa trọn vẹn, mình phải đi thi để qua cuộc thi mình trui rèn mình hơn. Đó cho nên cô chỉ nói với cái khía cạnh là cô chia sẻ các con như vậy, chứ các con không có việc gì mà phải lăn tăn hả? Rồi, trang phục hôm nay quá đẹp tụi con. Cái tạo hình của tụi con rất rất là đẹp luôn. Cái dù màu cam á mà chú Hoàng Nhật Nam vừa kể ra, để thấy là Ngọc Giàu là một em bé rất là thông minh. Con rất là biết cách làm sao để cho con được nổi bật. Đó, một cái dù thôi nhưng mà con cảm nhận được nó phù hợp với bộ đồ. Con có quyền con nói lên cái ý kiến của mình. Con xin chú, xin cô để cho con xài cái đó. Bởi vì con biết là cái đó nó phù hợp. Cái đó là một cái điều, một cái tư chất của một ngôi sao đó con. Rồi, Văn Minh, mặc dù con có một cái vấn đề là bể giọng gì đó đi, nhưng mà hãy xem đó là cái thế mạnh của mình. Bởi vì khi mà một giọng nam được vỡ giọng ra ở cái tuổi dậy thì, lúc đó là cái lúc mà các con có cái độ trầm, độ dày của cái giọng nó đang phát triển. Thì mình phải luyện tập, mình phải xem cái đó là cái điểm chuyển rất là quan trọng, để mình nâng nó lên một bậc khác. Từ đây nó sẽ tiến bộ hơn, nó sẽ phát triển hơn. Nó sẽ chuyên nghiệp hơn nha con. Phải biến những cái khuyết điểm thành cái ưu điểm của mình luôn. Đó mới là những cái tiến bộ mà mình cần phải có. Cái phần bè cô nhắc ở cái chỗ như thế này là cô nói để cô chứng minh tại sao phần hát của mình không bằng những lần trước chút xíu. Giàu, mai mốt con bè bất cứ lúc nào cũng vậy. Con bè thì con phải bè cho hết cái chữ. Bạn diễn của con bè ví dụ như đưa cơm cho mẹ đi cây, là con phải nhìn Minh, lúc nào Minh đóng cái chữ thì con mới đóng. Chứ còn hôm nay là bị cái là Minh còn ngân mà con đã đóng rồi. Thì cô nghĩ là chỉ đó là chỉ là một cái điểm nhỏ thôi. Nhưng mà dần về ao con bị thêm cái nữa. Có nghĩa là mình vội vàng, bởi vì sau đó là tới cái phần solo của mình. Đúng cái rồi. Mình lật đật mình đóng lẹ cái phần bè để mình lo cái phần solo của mình, hiểu không? Thì cái đó nó sẽ mất hiệu quả. Cho nên hát phải thực sự bình tĩnh nha con. Còn ngoài ra thì cô vẫn rất là đánh giá cao cặp đôi của Văn Minh Ngọc Giàu. Cảm ơn tụi con. Dạ con cảm ơn cô.
Hên quá, lần này em chuẩn bị tâm lý rồi. Chứ những lần trước là giật mình. Xin mời cô Vân Trang ạ. Thật sự riêng cô Vân Trang thấy thì với hai cái bài hát này có vẻ là nó phù hợp với là cái giọng nữ hơn. Và từ trước tới giờ thì mình nghe hai bài hát này là thường giọng các bé, các bạn nữ giọng trong trẻo, thánh thoát, nó sẽ toát lên được cái bài hát này hơn. Văn Chàng Văn Minh, đúng rồi. Thì thành ra là cái giọng của con đang ở cái giai đoạn vỡ cái giọng, thành ra là nó sẽ không có thể hiện được hết những cái mà cô nghĩ là cái bài hát nó phải nên cần như vậy. Tuy nhiên thì cô thấy được là con rất là tinh tế trong cái cách xử lý, trong cái cách nhả chữ khi con hát và luyến lấy nữa. Thì cô thấy là đó là một cái sự cố gắng cũng rất là nhiều với con. Về tổng thể thì cô thấy cặp đôi của mình là một cặp đôi rất là thông minh. Bởi vì cô theo dõi qua từng tuần thì là tụi con có những cái màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và nó rất là phù hợp với cái sân chơi này. Chia sẻ một tí xíu là cô với lại thầy Quốc Đại, anh Quốc Đại cũng đã từng có một cái thời gian tham dự một cái chương trình cũng ca hát. Và hai người lên sân khấu là làm đủ thứ trò hết, là để cứu lại cái giọng hát của cô. Con hiểu không? Anh Đại thì hát hay lắm rồi, chỉ có cái là Vân Trang giờ hát bình bình thôi, cho nên là giờ mình phải làm cái khác cho người ta coi, để, người ta lắp qua cái giọng kia. Hát nha, đúng rồi. Thì cái khó là mỗi tuần mình phải suy nghĩ, mình phải có một cái gì khác, cái gì độc đáo, cái gì lạ. Mà hai người, hai anh em cũng hợp nhau lắm. Có nghĩa là phải suy nghĩ mình sẽ làm cái tiết mục gì mà từ đó giờ chưa có ai dàn dựng, nó phải hay như thế nào và mỗi tuần nó phải khác nhau ra làm sao để ít nhất là phải đối phó với lại ban giám khảo. Ban giám khảo thấy là tuần vừa rồi mình khác, tuần này mình khác. Đó là cũng là một cái lợi thế của mình. Thì riêng cô thấy thì cái cặp đôi của con là một cặp đôi rất là thông minh. Con biết nắm bắt cái điều này, cho nên là mỗi tuần con mỗi khác và mỗi thể hiện mình khác nhau. Cô hy vọng là từ đây cho tới cuối chương trình con sẽ phát huy cái thế mạnh đó của mình nha. Cảm ơn hai bạn. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Một tràng pháo tay nữa cho Văn Minh và Ngọc Dầu ngày hôm nay. Cảm ơn tụi. Hãy subscribe.
bao thu rơi những ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người đời. Thầy kể về vầng trăng, thầy kể về cơn mưa, bao nhiêu là bụi phấn, sao không kể. Phải nói rằng là thật sự là bây giờ đứng đây thì mới hiểu được cái vấn đề là tại sao thầy cô mình hồi xưa có nhiều điều mà đâu kể, đâu có nói ra được đâu. Giống như bố mẹ của mình vậy đó. Hồi xưa là tụi con còn quậy vá nè, đúng không? Còn tinh nghịch nè, vui chơi thôi. Chứ có những cái điều mà tụi con cũng chưa có thể hiểu được hết tất cả những gì mà thầy cô mang lại cho mình. Bài hát là những điều thầy chưa kể vừa rồi. Minh Xu thấy là chị Đoan Trang rất là xúc động luôn. Hình như bài hát này chị cũng đã từng thể hiện đúng không chị? Có thể là ký ức rất nhiều quay trở lại trong cảm xúc của chị. Cô đã từng hát bài này rồi, hát rất nhiều lần. Nhưng cô không bao giờ hát cho trọn vẹn được nguyên bài hết. Tại vì hát có mấy chữ là đứng khóc, không có hát được. Bởi vì trong cuộc đời của cô có hai người thầy. Một người là thầy hiệu trưởng của trường cấp 2. Thầy cũng là bạn thân của ba của Đoan Trang. Và thầy rất là thương Trang. Cho tới một cái ngày thầy bị bệnh ung thư, thì thầy sắp mất. Cái lúc mà ba đi vô trong bệnh viện thăm thầy, lúc mà thầy gần như là tắt thở, mà thầy vẫn nắm tay của ba. Thầy nói là: "Nói con Trang năm nay thi tiếng hát truyền hình đi. Và nếu thi thì đừng có hát mấy cái bài nhạc cổ điển nữa. Cứ hát đúng những cái bài mà ngày xưa tới giờ nó đam mê." Thì khi mà ba kể điều đó cho mình nghe, phải nói mình rất là xúc động. Và Trang cũng đã nghe lời thầy. Cái năm đó Trang đã thi tiếng hát truyền hình và đã hát những cái bài hát theo đúng cái mong muốn, cái sở thích của chính mình. Thì lúc đó cô đạt được giải nhì. Và từ cái giải nhì tiếng hát truyền hình đó, nó mang lại cho cô Đoan Trang một cái con đường ca hát chuyên nghiệp như ngày hôm nay. Và một cái người thầy nữa đó là thầy hiệu trưởng của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy rất là thương sinh viên. Tới bây giờ là thầy đã gần 90 rồi. Thầy đã 88, 89 tuổi. Nhưng thầy vẫn nhớ tên của Đoan Trang. Và tới bây giờ, mỗi ngày thầy vẫn đến trường, đến cái ngôi trường Huflick đó. Và vẫn mặc cái bộ trang phục thầy giáo đó đến trường. Rồi đến để đi về như một cái ký ức. Thì khi mà các con hát cái bài Những điều thầy chưa kể đó ra, làm cho cô nhớ sâu sắc tới hai người thầy ở trong cuộc đời của cô mà như là người cha của mình. Ngoài cái việc mà cô vô cùng xúc động là cái cảm xúc của cô dâng trào ra, thì cô lắng nghe các con hát rất là kỹ. Phải nói là đây là cái tiết mục quá đẹp. Từ dàn dựng những cái tờ giấy và cái bảng đen, các con viết một vài cái lời bài hát của Những điều thầy chưa kể, thì giọng hát của con là một cái điều vô cùng thành công trong cái tiết mục này. Bởi vì hai con hát quá đều, quá đẹp. Hát rất là mềm mượt nhưng mà vẫn rất là mạnh khỏe. Và đặc biệt là những cái phần quảng bè rất rất là hay, rất là đẹp. Cô chúc mừng các con một cái tiết mục mà từ đầu tới giờ phải nói là đối với cô tròn trịa và thành công nhất. Cảm ơn cô. Xin được cảm ơn chị Đoan Trang. Và em tin là không chỉ riêng chị đâu, tất cả chúng ta, tất cả quý vị khán giả xem truyền hình ở nhà, thì khi mà lắng nghe hai bài hát này cũng nhớ về người thầy của mình rất là nhiều với những cái ký ức riêng. Thế không biết là đối với Vân Trang thì sao ạ? Xin mời em. Chào hai con. Thật ra là một trong những lý do mà cô xin được ngồi có mặt ở đây là để muốn nghe trực tiếp tụi con hát hơn là nghe qua truyền hình. Bởi vì cô xem những cái tập trước thì phải nói là mê hai đứa lắm. Cái chất giọng truyền cảm tới như vậy thì không phải ai cũng có được. Mà tụi con lại gặp nhau, tụi con đã lại là một cái cặp đôi nữa, thì giống như là cá gặp nước vậy đó. Mình thỏa sức mà mình tung hoành với nó. Thì ngồi ở dưới này nghe tụi con bỏ từng chữ, tụi con xử lý từng chữ, nó hoàn toàn khác với những người khác mà cô đã từng nghe. Cô cảm thấy là một cái bài hát không phải cái giai điệu nó hay không, mà là cái thông minh ở cái cách cái người hát, cái người xử lý cái bài hát đó làm cho chạm tới trái tim của những cái người ngồi nghe thì mới là quan trọng. Cho nên là ngày hôm nay cô rất là phục hai con. Hai con vẫn giữ vững cái phong độ của mình từ những cái tập đầu tiên trong chương trình Cặp Đôi Vàng cho tới bây giờ. Và cô hy vọng là con là một trong những đối thủ rất là nặng ký cho tới vòng cuối cùng luôn.
cảm ơn hai con rất là nhiều ngày hôm nay. Cảm ơn cô Vân Trang. Chắc chắn là đạo diễn Hoàng Nhật Nam có rất nhiều những chia sẻ ngay bây giờ. Xin mời anh. Cô Đoan Trang đã được dịp thổ lộ thì chú Nam cũng nhờ cái bài hát này chú cũng nhớ đến những cái người thầy của mình. Và chú vẫn nhớ chú ở trong đội tuyển chuyên văn á, và năm đó là chú được giải nhất văn toàn thành phố Đà Nẵng. Chú học trường Phao Du Trinh. Và trong một đám con gái luôn thì chú là duy nhất là một người nam mà học chuyên văn đó. Cho nên là cái năm đó chú được chọn để đi thi thành phố Hồ Chí Minh trong cái giải Olympic á. Cái tháng mà thi thi đó thì chú bị sốt siêu vi, và người ta chích thuốc thì chú bị sốc thuốc rất là nặng luôn. Và khi mà sốc thuốc đó thì hầu như là chú bị giống như là bị bất tỉnh, mê man luôn. Và lúc đó thì người ta phải cấp cứu. Và lúc đó thì thầy mới đến, thầy mới nắm tay, thầy nói là thầy mới hỏi với ba mẹ chú là không biết Nam nó còn đi thi được hay không, vì bây giờ không còn ai thay thế được hết. Đó thì lúc đó chú vẫn mê man mà chú vẫn cứ nghe cái tiếng đó thôi. Nhưng mà một ngày rồi hai ngày sau thì cái ngày mà đi thi thì chú bình phục lại. Và ngày hôm đó thì chú lên cái toa tàu lửa để đi từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh. Chú vẫn rất nhớ cái sự lo lắng của thầy. Và sau gần đến 15 đến 20 năm thì chú mất liên lạc với thầy và được liên lạc lại với nhau trên Facebook. Thì nói chung là rất là nghẹn ngào, và thầy trò gặp lại nhau và cảm thấy vô cùng là nhớ những cái năm tháng đó. Và chắc chắn trong cuộc đời của mỗi người thì chúng ta đều có thần tượng và có những cái người thầy theo suốt mình như vậy. Và hôm nay hai tụi con hát, chú thích nhất là cái phần bè trong cái bài hát này. Cái phần bè của hai con á, cao, đẹp, và nghe mình cảm thấy rất là nhói lòng mà nhớ rất nhiều đến những cái gì mà nó thuộc về xưa cũ. Cái lợi thế của hai con đó là đồng thanh, đồng thủ, về cả hình dáng, về cả sự xinh đẹp của cả hai con, về cả giọng hát nữa. Và chú rất mong rằng là với những bài hát nó đã thấm, các con sẽ hiểu những bài hát này, ý nghĩa của nó. Các con rồi sẽ lớn, các con sẽ có một ngày như cô Đoan Trang hay là như cô chú ở đây, nghe những bài hát này tụi con sẽ hình dung trong đầu mình đã có những người thầy như thế. Chúc mừng hai con về tiết mục quá sức sâu sắc vừa rồi. Cảm ơn chú. Cảm ơn tụi con nha. Hãy
mùa xuân đến hàng năm qua mình vẫn thiếu đời xa hoa, thôi cũng đành hẹn hò âu yếm hoa đào tình thân với ta. Vũ đoàn Phương Việt và xin chúc mừng cho Ngọc Diệp và Thanh Thủy. Cầm cái dù gì rồi sao che mưa con? Cái giọng hợp ghê luôn á ha. Từng cái luyến mà đổi từ âm trung qua giọng gió, hai đứa cũng làm mà mấy cái đồng ơi, đồng âm hát một bé nhau. Miền Nam, một bé miền Bắc. Rồi bé xanh miền Nam. Dạ đây là bé Bắc. Ngọc Diệp. Ngọc Diệp là quê đâu con? Miền Nam là bé áo đỏ. Dạ con ở Hà Nội. Ủa sao nó giọng miền Nam luôn kìa. Vậy đó nó mới ngộ cô ơi. Bé Ngọc Diệp là quê Hà Nội này nha. Thanh Thủy con quê đâu? Dạ quê con ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Ngộ nghĩnh lắm. Như là từ các miền các nơi đâu tự nhiên tụ về trong cái chương trình này rồi mình bắt cặp với nhau. Mà hai con rất là gọi là y như là chị em sinh đôi vậy đó. Mọi cái nó hòa quyện với nhau lắm, gương mặt cũng vậy. Ha, chỉ có một cái là bé bên đây nó nở hơn bé bên đây một chút thôi. Lúc đầu là cô bị tập trung qua bạn Ngọc Diệp nhiều, nhưng mà một hồi bắt đầu cô cuốn luôn, cô nhìn luôn cả hai bạn, xong cô nhìn sang Thanh Thủy, mà một hồi cô nói chú Đại Nghĩa là ủa sao nhìn giống Đan Nguyễn. Đâu có, cô Trang có đẹp hơn. Nhìn Thanh Thủy nãy em nhìn thấy giống Diệu Nhi, có nét là giống cô Diệu Nhi á. Nhưng mà nói thiệt là hai đứa con hát hay lắm. Chính xác. Ban đầu á là bé bên đây bé Ngọc Diệp là chú Nghĩa, trời sao giọng con bé hay quá, luyến lấy này kia hay quá. Hơi sau tới bên đây con bé Thủy cất giọng lên hay không kém, mà có điều hơi gấp ý chút xíu nha. Giống như mấy cái bà vũ công á, nhìn mình chắc là cũng cười khinh bỉ hay sao á. Thấy cái kết không? Không cười hết mà che miệng vậy nè, cười không chắc người ta làm cho nó ra vai á chú ơi. Nói chung là cô rất là thích cái tạo hình của tụi con, bởi vì cô rất là thích văn hóa của Nhật. Thì đối với cô là cái văn hóa Nhật nó rất là hay, mà thầy Quốc Đại cực kỳ thông minh trong cái tiết mục này, là từ cái ca khúc của chú Thanh Sơn mà làm ra theo cái kiểu Nhật ha. Chỉ có điều là nếu như cứ hát hai người trở lên là phải cố gắng có bè, nó sẽ tạo cái cảm giác nó hấp dẫn hơn cho người nghe. Còn lại mọi thứ rất là dễ thương, rất là đẹp, hát rất là tốt, ngọt ngào. Cảm ơn tụi con. Dạ tụi con cảm ơn cô. Thì Đạo Duy có một cái điều là thấy thầy Đại rất là thông minh và rất là thương yêu các bé, là tại vì bé gốc miền Trung, đứa bé gốc Hà Nội, mà giờ không lẽ hát nhạc gì thì mất công là chị em mới tị nạnh thôi, đưa ra Nhật Bản hát luôn.
Nhưng mà đây là một sự lựa chọn rất là đúng đắn của thầy Quốc Đại dành cho tụi con. Không, thật sự là khi mà Quốc Đại nghe bài này thì rất là thích, mà mình không bao giờ hát được bài này đâu. Tại vì thấy không có hợp để nữ sẽ hát bài này, sẽ truyền tải nó hay. Nên khi mà gặp hai giọng ca này, khi mà chọn về đội được về hai con thi là lúc đó là chưa chọn về đội thầy, thì thầy đã nghĩ là sẽ làm bài này cho con rồi. Bởi vì thấy tự nhiên thấy rất là hợp để mà mình có thể làm, và cũng may mắn là giành được từ thầy Nam Cường luôn. Mất hai gấu bông mà về đội của Quốc Đại. Thầy Cường có đòi không? Dạ không. Đúng rồi, chia tay không nên đòi quà con. Cảm ơn hai con. Cảm ơn hai con. Cô chào con. Dạ, con chào cô. Rồi, ô, con nói tiếng Bắc, dạ. Là con người Bắc. Dạ. Bài vừa rồi là hát theo cái kiểu Nam Bộ hả? Dạ. Cô rất là thích những cái sự bất ngờ đó. Mấy bạn nhỏ mà hát được như vậy là rất là thông minh đó con. Bởi vì phát âm là một trong những phần vô cùng quan trọng trong cái việc hát của mình ha. Giọng hát của con, cái giọng hát của mình nó có 3 phần như vậy nè, rất là dễ hiểu là cái phần trầm, phần trung và phần cao. Thì cái âm trung của con rất là đẹp, cô thích lắm. Nhưng mà những cái nốt thấp á, mình còn hạn chế quá, và ngay cả nốt cao cũng vậy. Thì cái điều này á, cần thời gian nhiều lắm để mà tập luyện, để mở rộng cái âm vực giọng của mình ra bằng việc luyện thanh. Ngoài ra thì con rất là dễ thương, hát cái bài này rất là hiền lành, rất là nhẹ nhàng. Cô hy vọng là con có được may mắn để tiếp tục vào vòng trong, để con có thể cùng với thầy Nam Cường của con phát triển bản thân của mình hơn ha. Chúc mừng con. Ở góc độ là một người khán giả, một người mẹ, khi mà nghe một bài hát về Vu Lan như thế này thì không biết là cô Ốc nghĩ như thế nào ạ? Cô đã sợ rằng là mình lại rơi nước mắt khi nghe bài hát này. Cô rất là sợ nghe những bài hát về cha mẹ, nhất là khi mà cha mẹ mình không còn hiện hữu nữa, thì thực sự là điều đó chỉ có ai trải qua mới có thể hiểu. Cô cũng chỉ còn mẹ thôi. Cô cũng không có muốn là khi cô nghe bài hát này xong rồi cô bị cái cảm xúc chi phối rằng là cô sẽ rất là buồn vì nhớ người bố đã mất của mình. Nên là cô rất là trân trọng cái khoảnh khắc mọi lúc mà cô được bên mẹ. Và cô cũng mong rằng là những bài hát như thế này á, sẽ được hát thật nhiều, được vang lên trong những chương trình hay như thế này, để mà mình nói với mọi người mẹ rằng á, là mọi người mẹ là những điều đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. Và những người con như chúng ta phải làm được một điều gì đó cho mẹ. Những gì về thanh nhạc thì cô Đoan Trang đã nói rồi, cho nên cô không có nói thêm nữa. Và cô mong rằng á, là nếu đi tiếp nha, thì Hương con nhớ là trong bất kỳ một bài hát nào thì mình sẽ phải đặt cảm xúc của mình nhiều hơn. Tại vì khi mình có sự rung cảm trong bên trong con người mình á, khán giả ngay lập tức sẽ cảm nhận được điều đó. Thì ở đây cô không nói rằng là mình không có cảm xúc với bài hát này. Nếu được thì hãy thêm cảm xúc của mình nhiều hơn vào những tiết mục của mình nha. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Ốc. Hãy đưa tất cả những cái nỗi niềm, những cái cảm xúc của con vào trong cái tiếng hát của mình, thì nó sẽ chắp cánh cho cái giọng hát của con bay cao hơn. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn thầy Đại Nghĩa. Và bây giờ thì Đại Duy muốn được mời thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền có thể cùng đứng ở đây với bé có được không ạ? Dạ, mời hai thầy. Chúc mừng con. Chúc mừng con. Chào bé Nam Cường. Thì cảm ơn phần chia sẻ của các thầy cô vừa rồi. Tối hôm qua khi mà tổng duyệt chương trình, bé vẫn còn bị tắc tiếng và mất giọng, không thể hát được. Thì ngày hôm nay thì trời thương để con có thể hát được trọn vẹn ca khúc này. Tuy cái cảm xúc có thể là nó chưa được đong đầy cho lắm, vì mình còn có nhiều những cái yếu tố khác nữa, nhưng mà với thầy ngày hôm nay con đã là thành công rồi. Cảm ơn thầy. Thank you.
thương quá à. Bây giờ con nghe cô Ốc nhận xét trước đi, chứ cô Ốc rưng rưng rồi, hồi cô Ốc khóc rồi cô Ốc không có nói được nữa. Cô Ốc đã biết bạn Tuấn Tú từ trước, cô rất là thích con, tại vì Tuấn Tú có một gương mặt đúng như cái tên của con. Gương mặt rất là sáng sân khấu và làm cho người ta có thiện cảm với con ngay tức khắc. Bài hát này thực ra cũng nhiều tâm sự, là một bài hát buồn. Nhưng mà cái cách con hát làm cho cô cảm thấy nó không có bị quá ủy mị. Và cô thích cái tinh thần như vậy. Có đôi chỗ cô thấy hơi hơi bị lơi lơi nhịp, hơi bị chậm hơn cái nhịp một chút. Nhưng mà cái cách mà con điềm tĩnh để mà con quay trở lại và con làm tốt hơn ở phần sau thì cô nhìn thấy. Và cô thích cái sự nhẹ nhàng, thanh tao của con. Cô nghĩ rằng là bao nhiêu đó thôi là cũng đủ ghi điểm rồi ha. Cảm ơn cô rất là nhiều. Biết sao mà con hơi bị lơi nhịp không cô Ốc? Là do có một số cái từ á, mình nhấn vào cái từ đó mình luyến nó hơi lâu hơn mức bình thường. Ví dụ như là cái đoạn mà buồn vì trời mưa hay bão trong tim, thì con luyến cái chữ bão á, thấy nó bão lớn quá con. Thấy nó bão lớn quá luôn á, luyến nó dài hơn một tí, nó chỉ một tí thôi, nhưng mà chính vì vậy nó lại bị lơi nhịp ở những cái đoạn sau. Nhiều khi mình hơi tham xíu, mình luyến nó hơi lâu một chút, mình kéo nó hơi dài một chút, đâm ra nó hơi bị trễ nhịp một chút vậy thôi. Cảm ơn con. Cảm ơn chú ạ. Cô Trang sẽ còn nhận ra nhiều điều nữa để dành tặng cho con. Xin mời cô ạ. À, cô là luôn luôn rất là nể phục những người ca sĩ mà hát cái dòng nhạc trữ tình hay là bolero. Bởi vì những người hát trữ tình á cần cái cột hơi dài ghê lắm. Và bản thân tụi con là những bạn nhỏ mà tụi con đã yêu thích cái dòng nhạc này, và tụi con còn hát hay nữa. Nhưng mà mình phải tập luyện nhiều hơn nha con, để câu chữ của mình, tất cả những cái luyến, những cái hơi mình nhả chữ này kia nó sâu hơn thì cái bài của mình nó ngọt hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay cô thích con ở chỗ là con rất là thư sinh nè. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Tuấn Tú. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Còn đây trong mùa chảy hội, ai ngang qua
cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Trời ơi, lúc mà hả bạn Thu Hằng vừa xuất hiện một cái là cô nghe giọng cười hả 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 nè, chú Đại Nghĩa nè. Đã biết sao, trước đó là mấy cô đang cô ra đang ra từ trong đi ra, ra đi ra liên tục qua ngồi nhí. Đó, những người lớn mà đang quen mắt tự nhiên cái tầm nhìn thụt xuống chút. Thành ra chú mất cười mà nó dễ thương lắm. Con ơi, quê con ở đâu? Dạ thưa chú, là quê con ở Bắc Ninh ạ. Đúng luôn, đúng là Quan Họ. Dạ, nghe ra cô cái chất giọng nó, ủa sao bé này hát ra cái chất Quan Họ quá, mà trong khi còn nhỏ như vậy mà ra được cái chất đó rất là khó. Thì ra đúng là quê hương của con luôn ha. Thu Hằng là một bạn rất là tự tin. Con tự tin, con hoạt ngôn và con làm chủ mọi thứ ở trên sân khấu. Và lại rất là có duyên nữa, nhìn có phần hơi già dặn chút xíu so với cái tuổi của con. Cô nhìn Vân như ơi, là con không cảm giác là bạn ấy lớn lắm vậy đó. Ở ngoài hiền quéo à, lên sân khấu vậy đó. Wow. Vậy hả? Đối với cô á, là con có một cái gì đó làm cho cô cảm thấy thu hút lắm. Mặc dù con không có phải rần rần ồn ào, nhưng mà sâu trong con người con là một cái gì đó rất là lớn lao. Bởi vì con có được một cái sự điềm đạm, từ tốn trên sân khấu. Con xử lý, tại vì cô biết là đôi khi có những cái đoạn nhạc con đang dọ coi phải vô chỗ đó không. Nhưng mà con dọ rất là khôn, con không có để cho ai biết hết. Con hát theo và à đúng rồi, thế là con hát lớn lên từ từ. Cái chỗ mà phiêu phiêu đó, đó cái chỗ mà cái hát chỗ phiêu, hơ, vô đó. Can cho nên cái đó là một cái sự chững chạc ở trên sân khấu đó con, mà không phải ai cũng có được. Chúc mừng con. Tôi duy chúc cho con sẽ đậu vào vòng trong. Kính chào quý vị khán giả, con xin kính chào ban giám khảo, con xin kính chào các thầy cô. Con tên là Đinh Vũ Hồng Uyên, nghệ danh của con là Hồng Uyên Cherry. Năm nay con 5 tuổi, con là thành viên nhỏ nhất của lớp học Nhi Sắc Nhí. Và hôm nay con xin kể một câu chuyện cổ tích rất là nổi tiếng. Mà trước khi con kể, con sẽ đố quý vị một câu đố. Hôm nay con đóng vai gì? Cô Đăng Trang, chú Đại Nghĩa, cô Ốc Thành Vân có biết không? Hằng Nga. Hằng Nga chị dạ, Hằng. Dạ rồi, chú giỏi quá. Con đóng vai chị Hằng Nga. Các cô chú có thấy con xinh không? Quá trời xinh luôn. Con cảm ơn các cô chú. Nếu mà các cô chú thấy con xinh á, các cô chú nhớ cho con vào vòng trong nha. Gài luôn. Và bây giờ con xin kể một câu chuyện có tên là Chú Củi Chơi Chăng. Ngày xưa ngày xưa, có một chú tiểu phu tên là Củi. Hằng ngày chú hay lên rừng đốn củi. Một hôm chú gặp được một cái cây rất là quý, có thể chữa được cho người chết đi sống lại. Chú bèn bấn cái cây mang về nhà trồng và chăm sóc rất là chu đáo. Một ngày kia, chú lại đi lên rừng đốn củi. Người vợ ở nhà đã vô tình tưới nước dơ vào gốc cây. Bỗng nhiên gốc cây bật ra khỏi mặt đất. Đúng lúc đó, chú Củi về đến nhà thì cây đã bay qua đầu. Chú Củi vội vàng ôm lấy gốc cây. Thế là cả người và cây đã bay vút lên cung trăng. Thưa quý vị, vừa rồi là chú Củi cung trăng trong câu chuyện cổ tích. Vậy thì đối với nhạc sĩ An Thuyên thì như thế nào? Và bây giờ bé Hằng Nga xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên để có một góc nhìn mang nhiều màu sắc trẻ thơ trong đó qua ca khúc Chú Củi Chơi Chăng. Giờ con bay lại. Chờ chăng tình dân, chú Củi, chờ chăng.
Chị Hằng hát xong rồi chị Hằng thấy mệt không? Có. Mà chị Hằng thấy vui không? Dạ vui. Bây giờ mình nghe nhận xét cho vui hơn nữa nha. Dạ, dạ mời cô Đoan Trang. Trời đất ơi, cái gì mà thuộc bài hay quá vậy con? Giới thiệu rồi xong rồi nói xong nuốt nước miếng. Ế đi, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Trời đất ơi, hớp hồn cô luôn rồi. Nhưng đi vô hát cũng hát tử tế đàng hoàng nha, rất có giọng. Và đặc biệt là con rất là phù hợp mấy cái thể loại mà nhạc kịch hay là vừa hát vừa diễn á, mà hát rồi sao nói này kia nhưng mà vẫn là cười xót xa ta ta và vẫn đưa vị trí âm thanh đúng chính xác. Con cảm ơn. Gần như là hoàn hảo. Chỉ cần cái phần giới thiệu đầu tiên của con thôi là coi như đủ cho một tiết mục dự thi rồi. Không có cần phải hát hò gì phía sau hết trơn trời á. Nói chung con rất là này kia kia nọ đó con. Không phải, không phải, nói gì là không đúng, con rất gì và này nọ. Gì và này nọ là cuối cùng là con sao? Thì cuối cùng là con giống như là này nọ. Thì nói chung là con thì đó gì đó. Thấy không? Đó từ trên cung trăng chị Hằng thả ra bóng chơi luôn đó. Kìa nè nè nè. Bay tới bay tới. Giống như là ảo thuật vậy đó. Giống như là món quà dành cho con chú đó. Chú cụi, chú cụi gửi xuống. Cảm ơn con hát bài gì chú cụi hay quá nha. Cảm ơn. Cảm ơn chú cụi á, nói với trên đó kìa. Con cảm ơn chú cụi. Nhưng mà Hồng Nguyên, nói chung là 5 tuổi mà như vậy là quá xuất sắc rồi. Yeah. Nhỏ xíu trên sân khấu à, phải làm quá trời việc luôn, chạy qua chạy lại, quăng miếng nữa. Nói chung là con đã làm rất là tốt. Con đúng là một siêu nhí. Hồng Nguyên ơi, cho chú Duy hỏi, ai chỉ cho con đặt cái câu hỏi là thấy con có đẹp không, mà nếu đẹp thì cho con vô vòng trong. Ai chỉ cho con vậy? Dạ con tặng người. Tự quăng miếng luôn. Trời ơi, cái gì đâu mà tự nghĩ là được hết trơn vậy. Rồi thầy Đại ơi. Không, đúng thiệt, cái đoạn đó là con tự nghĩ. Mà tập cho chị kể chuyện là mỗi miệng theo chị. Ngày xưa con trăng. Trời ơi. Thôi bây giờ vậy nè, trước khi vô mình gửi lời cảm ơn đến với các thầy cô đi. Con cảm ơn các thầy cô đã góp ý cho con. Không ai góp ý gì luôn á. Chưa ai nói gì được luôn á. Một mình con nói luôn á. Con không hiểu. Đáng yêu quá à. Ôi cho thôi con cứ giữ sự hồn nhiên như vậy. Con cứ như vậy đi. Con ơi, nãy giờ mấy chú trong ekip quay con quá trời luôn. Con cảm ơn mấy chú trong ekip đi. Con cảm ơn các chú. Ăn hiếp con tôi. Ẩm vô luôn. Hiếp con tôi sao bắt con tôi làm cái này làm kia. Con chào vô con. Nhưng con ở đây là hồi là chú Duy là bắt con làm đủ trò đó. Con chào tất cả mọi người. Con ơi, nhưng mà trên sân khấu thì vẫn còn là chị Hằng Nga. Chú đếm 1, 2, 3 mời con vô. Con nhớ bay theo kiểu chị Hằng Nga vô trong nha. Chuẩn bị 1, 2, 3 chị Hằng Nga vô. Ôi ơi biết rồi. Đáng yêu. Và lần này, hương hương của chúng ta sẽ quay trở lại với thử tài siêu nhí vòng bán kết như thế nào. Hãy cùng nhau theo dõi. Xin mời! Môi mời
không? Sao vậy? Sinh nhật của công chúa gì mà buồn hiu à. Không có ông bà nội, không có gia đình bác hai, và không có mẹ nữa, sao vui? Có mà, tại vì cha không có tưởng tượng thôi. Bây giờ cha nhắm mắt lại đi, vậy cha thấy liền à. Nhắm mắt là thấy liền hả? Không có hí nha. Đó, cha thấy chưa? Ông nội nè, bà nội nè, gia đình bác hai nè, anh hai nè, mẹ nữa. À, thấy rồi, thấy. Thì là cha vui rồi đúng không? Cũng không có vui. Sao vậy? Tự nhiên sinh nhật công chúa mà bắt cha làm chú cụi. Vậy cha muốn làm cái gì? Làm hằng nha. Ý, đâu có được. Cha là đàn ông, làm sao mà làm hằng nga được? Chứ sao công chúa làm hằng nga được? Tại vì công chúa đẹp, với lại công chúa là con gái nữa. Ăn gian, nghỉ chơi. Thôi, sao hôm nay sao cha buồn quá vợ? Không chơi cái đó nữa đâu. Vậy mình không chơi cái này thì mình chơi cái khác nha. Chơi gì vậy? Mình chơi làm phụ dương công chúa nha. Thích 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 làm phụ dương á. Là làm phụ dương là làm cha gì? Được quyền ký đầu. Nhưng mà với một điều kiện, cha phải ăn hết tô cơm này. Thôi không ăn đâu. Ăn đi mà. Thôi không ăn. Ăn đi công chúa thương. Rồi cha hãy miệng ra đi. Ngán quá à. Hai phụ dương, để cho cơm xuống đây chút xíu mình ăn nha. Cái cớ nè, nằm đi. Im lắm đó nha. Coi vậy mà phụ dương dễ ngủ thiệt. Làm bộ á. Thôi ngủ thiệt đi. Nhưng mà lấy cái gói này ra đi, lấy gói kia đi. Chứ vậy là đau cái gói công chúa đó. Đây. Trời ơi, cái gì vậy? Hưng hưng! Dạ. Cha con đang ngủ. Quên. Sao? Đây. Trời ơi, thì sao bán trâu lòng cả buổi không thấy bay đi ngang qua bán vé số? Cái sao lo quá, sao quà đi, sao còn... Trời đất ơi con ơi! Bây giờ là 3 giờ mấy chiều rồi mà cầm một cọc vé số sao không đi bán đi? Nãy con định trả vé số mà con thấy cha con sốt cao quá, con không biết làm sao hết. Trời ơi, cái mặt quá kìa. Thôi, bây giờ bán kịp gì nữa, đi ra trả đại lý đi con. Sáu đây sáu cành ổng giùm cho nghe. Dạ con cảm ơn Sáu. Đi lẹ đi. Ê, quên hưng. Dạ. Trời ơi, sao quên hỏi con nữa. Bé kêu gì sao cũng nghe, bé biểu gì sao cũng làm trơn. Tự nhiên kêu dắt về cả đống rơm. Sao tưởng là hôm nay là bay là đem về để trang trí Noel. Trời ơi, tao dắt về cả đống ai nhà bay làm cái gì vậy con? Sao thông cảm đi, gia đình neo đơn mà. Để dạy cho cha con thấy ấm cúng. Trời ơi, ấm không con? Ấm. Thôi con đi trả nha. Đi trả đại lý đi. Ê. Con ngủ thiệt chưa vậy? Dạ thiệt, hồi nãy còn ngáy nữa mà. Trời ơi, hôm bữa hổm cũng bay này nhớ không? Bay nói ông ngủ rồi, sao qua sao canh nhà giùm. Trời ơi, tao đang quét nhà vậy nè. Cái ông ngộ bực vậy. Quay qua, ông nhìn thẳng vô mặt Sao. Ông giật tay Sao. Ông mở miệng, ông nói: Công chúa. Trời ơi, sao biết hay vậy? Thì ngày nào á, việc đầu tiên cha con thức dậy cũng đi tìm công chúa hết. Cha con thương công chúa lắm. Sáu. Hả? Sáu cầm những con cọc giấy số này Sáu. Cầm đi. Cầm nè. Rồi mỗi ngày con qua nhà Sáu con ăn cháo lòng chữ. Ủa sao vậy? Thì nãy giờ con định trả giấy số mà Sáu đâu có cho con đi trả đâu. Thì giờ Sáu ôm giùm con chứ sao? Trời ơi, lanh quá à, lý sự quá à. Thôi đi trả lại đi lẹ đi bà ơi, trễ giờ, đi lấy lên. Dạ. Ê chết, trời sắp chuyển mưa rồi đó con, đem theo cái áo mưa. Cháy nhà bà con ơi, gia đình tôi vợ con tôi còn ở trên gió đó. Cứu đi, Mình ơi, em nè, Mình ơi. Mình ơi, đỡ lấy con Mình ơi. Mình ơi, con nè, công chúa.
con đừng sợ. Công chúa với cha này cha. Công chúa được cứu sống rồi, không sao đâu. Minh. Hả? Lại đây. Ở đây nè. Sao mình gan quá vậy? Dám nhào vô lửa cứu con, rồi rủi mình có phỏng, rồi mình có cái gì thì sao? Hả? Là gia đình mình không ai bị sao hết trơn là vui rồi. Cha, cha tỉnh lại đi cha. Đây là gì sao? Không phải mẹ đâu cha. Mẹ mất lâu rồi. Cha nhớ không? Cha còn nói với con á, ngày đó là ngày sinh nhật của con. Cha đi mua bánh kem, nhà mình bị cháy, mọi người đều kẹt trong đám cháy. Vì mẹ thương con mà mẹ đã mất rồi. Ủa, thì đúng rồi, cha đi mua bánh kem về là phải có ông bà nội nè, gia đình bác hai nè, rồi có mẹ nữa. Rồi đâu hết rồi hả? Mọi người ở đây nè cha, đây là ông nội, còn đây là bà nội, còn đây là gia đình bác hai, còn đây là anh hai, còn đây là mình. Cha ơi, nghiện quá, con có mơ mẹ về. Mẹ nói con á là không có được khóc, con phải cười để nuôi cho cha nữa. Mẹ ơi, con thương cha lắm, mà cha cứ dậy hoài à. Con không biết làm sao hết, mẹ nói gì với cha đi mẹ. Em đi 3 năm rồi mà lòng em còn lo lắm. Mình cứ ngây ngây dại dại vậy hoài thì cuộc đời của con mình sẽ ra sao đây? Mình tỉnh lại, mình lo cho con nha mình. Hãy ráng vì con, vì con mà tỉnh lại nha mình. Mình ơi! Cha đang ở đâu đây? Chị Sáu, chị Sáu bán cháu lòng nè. Trời ơi anh Năm ơi, anh tỉnh lại anh Năm. Trời ơi, chỉ trong một đêm mà gia đình tôi đã bỏ tôi đi xa hết rồi. Cha làm con khổ nhiều lắm phải không con? Ba năm mà anh đổ bệnh, con nhỏ nó nghỉ học đi bán vé số nuôi anh đó anh Năm. Đất ruột lắm. Cha xin lỗi con, cha làm khổ con nhiều quá. Con thương cha lắm, chỉ cần cha tỉnh lại, chuyện gì con cũng chịu được hết. Cha phải tỉnh, cha phải tỉnh, cha hứa cha tỉnh hơn rồi, cha tỉnh. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Cha con tỉnh rồi cô chú. Cô chú ơi, cha con tỉnh rồi. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Các bạn ơi, hôm nay Hân vui lắm. Hôm nay cha Hân tỉnh rồi. Cảm ơn các bạn suốt thời gian qua đã chăm sóc cho cha Hân. Tạm biệt các bạn. Trời ơi, được rồi, đến sáng tôi dẹp hết cho, không có để cái này trong nhà nữa. Xin trân trọng và một tràng hô tay cho tiết mục của Gia Hân ngày hôm nay. Và một tràng hô tay lớn hơn nữa cho sự hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc cùng với nghệ sĩ Trang Tuyền và vũ đoàn Phương Việt. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều.
Không biết là cái cảm giác của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc khi được quay trở lại với Thử Tài Siêu Nhí và hỗ trợ cho bé Gia Hân ngày hôm nay thì cảm giác của anh như thế nào ạ? Thử Tài Siêu Nhí là một cái nơi đã cho tôi tinh thần trách nhiệm đối với nghề, đối với các thế hệ nối tiếp sau này. Tôi đã xem Thử Tài Siêu Nhí mùa 3 và tôi thấy bé có những cái điều làm cho chính bản thân tôi cảm thấy là tôi thán phục bởi những bạn trẻ mà yêu nghề và bạn đến với cái con đường nghệ thuật bằng cả cái sự hồn nhiên trong sáng, và bên cạnh đó là một cô bé thật là thông minh làm cho tôi cảm thấy rất là xúc động. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hữu Quốc rất là nhiều. Còn Trang Tuyền thì sao? Hình như là cũng đồng hành với Gia Hân rồi đúng không? Thực sự là mỗi lần nhìn Gia Hân thì giống như là mình hồi xưa vậy. Cái nghệ thuật nó nằm ở trong á. Nhưng mà em thì không có được cơ hội là từ hồi nhỏ, cho nên là nhìn thấy Gia Hân là thấy vui. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các nghệ sĩ. Một tràng hố tay cho nghệ sĩ Hữu Quốc và Trang Tuyền. Bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Dạ. Xin mời anh Đại Nghĩa trước ạ. Hôm nay con quá may mắn khi cái vòng thi quan trọng này con lại được sự hỗ trợ từ một bậc thầy có thể nói là rất là giỏi trong cái việc dẫn dắt cảm xúc của người xem, đó là nghệ sĩ Hữu Quốc. Còn bé Gia Hân, một cô bé còn nhỏ như vậy mà con sống với nhân vật của con, nó như là chính bản thân con vậy. Nó thật trong trẻo, nó nhẹ nhàng, nó không một chút gì gọi là lên cân hay là mình phải cố gắng để mình diễn cho ra cái sự dễ thương. Tất cả một cái nó xuất phát từ trái tim. Mà cái điều này nó rất là quan trọng với một người làm nghệ thuật. Nó chính là cảm xúc. Nếu như chúng ta thật sự không có cảm xúc với cái vai diễn của mình, với những điều mình đang làm trên sân khấu, thì chắc chắn là cái cảm xúc nó sẽ không bao giờ nó truyền tải được tới người xem. Dù cho trên sân khấu mình có gào, có thét, có khóc, có la cỡ nào đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Và con thì một cô bé còn quá nhỏ, mà con đã làm điều này như hơi thở của chính mình. Chú chúc mừng con điều đó. Cảm ơn con rất nhiều đã mang đến cho chú cũng như tất cả mọi người những cái cảm xúc nó đông đầy và nó ngọt ngào như thế trong cái câu chuyện vừa rồi. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cảm ơn chú. Tiếp theo xin mời cô Việt Hương ạ. Khi mà chú Hữu Quốc vừa bước ra, cô rất lo. Chú có cái bản năng sân khấu riêng và chuyên trị những cái vai như thế này. Nhưng mà con hoàn toàn lướt luôn. Con cứ nhẹ nhàng đi tới đi tới. Cô chỉ sợ con làm nó dư hoặc nó thiếu thì nó sẽ không hay. Nhưng mà con làm vừa đều vừa đủ, giống như trong một cái vở kịch nó không có bị một cái miếng nào dư lố. Con là một đứa bé có khả năng bẩm sinh. Vào chương trình này con không bị các cô chú ép thành người diễn viên. Cứ thả lỏng từ đầu mùa tới bây giờ. Cô Việt Hương coi con, hồi đầu không đậm lắm, càng ngày càng đậm, càng đậm, càng đậm. Và vào tới đây, ngày hôm nay kỹ thuật phải rất cao để vừa tầm với chú Hữu Quốc là không phải chuyện thường. Thì con làm cho cô Việt Hương rất là nhẹ nhàng để bước vào. Nói chung là tiết mục này không nói gì được nữa hết. Rất là xúc động, rất là nhẹ nhàng. Còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Cũng như là tất cả quý vị khán giả của Thử Tài Siêu Nhí biết là nghệ sĩ Hữu Quốc rất là quen thuộc với chương trình này. Nhất là trong mùa 1 là với vai trò một ông năm mà để cho bao nhiêu khán giả nhớ tới. Với con ngày hôm nay, kịch bản rất là gãy gọn, rất là tốt. Và cô cảm thấy con rất là thông minh. Con chưa bao giờ rớt nhịp trong tất cả các vai diễn của con. Trong chương trình này, con giữ phong độ rất ổn định. Và ngay cả khi mà con nói bị lấp, cái chỗ mà đưa cái vé số đi ra trả về đó, con nói lấp nhưng con vẫn rất bình tĩnh để mà con điều chỉnh nó một cách vô cùng là chân thật. Cho nên cô cảm thấy bé Hân là một trong những nhân tố cực kỳ hiếm hoi của không chỉ Thử Tài Siêu Nhí mà cho làng kịch của Việt Nam. Xin chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Hồi nãy trong vở kịch của con có một cái chi tiết là hôm nay là sinh nhật của con đó, ba con đi mua bánh sinh nhật cho con đó. Thì hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của thầy Quốc Đại của con. Hãy tới ôm thầy và hôn thầy một cái. Nào. Rất là áp lực bởi vì tập ca cho con là một cả một cái quá trình rất là gay go. Và hôm nay là thầy cảm thấy là tự hào về con. Ở cái vòng này thì thầy đã nghĩ là mọi người sẽ làm rất là hoành tráng và dữ dội, nên thầy đại sợ và cũng làm cho con một cái chiều sâu nhiều. Không may cho con là hôm nay là cái ngày thi rất là nhiều của con ở học kỳ, và sáng con đã đi thi rồi, chiều con đi thi, hôm nay là con phải thi tới 3 môn, và con vừa tới đây lúc khi mà tiết mục thứ 4 thì con mới tới đây được.
và con chuẩn bị, thầy rất là lo bởi vì sợ là cái tâm lý con không có đủ, nhưng mà thầy cảm ơn con rất nhiều. Coi như ngày hôm nay đây là một món quà dành tặng cho thầy Quốc Đại ha. Và chúc cho thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự hạnh phúc và đặc biệt là niềm tin vào các con. Thôi vô trong, chờ kết quả của ban giám khảo con nha. Vỗ tay cho em vô. Sông thương nước chảy trong veo.
bươm già, trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa. Một son sắc tô tươi dườm già, trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa. Lạy cô xin giảng quá, cô xinh quá. Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa, của đôi dạo gót vào ra sớm chiều, chiếc lồ mây nặng chiếu lưng đeo. Hoa tay cho Phương Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Ngày hôm nay con giống như một chú tắc kè hoa gì đó, biến hóa rất là khôn lường. Không biết là ban giám khảo đang cảm giác như thế nào. Đầu tiên chắc là mời cô Đoan Trang nha. Chúc mừng con với một tác phẩm rất là đẹp, rất là chất lượng. Ngay từ đầu cô đã rất là ấn tượng với con, bởi vì cô biết con là một cô bé có nội lực. Giọng hát của con rất là đa dạng. Con có đánh đàn tơ rưng rồi đúng không? Con có hát hồ quảng nè, hát nhạc pop, hát dân gian. Hôm nay lại là cái ngày rất là quan trọng cho con, là con phải lội ngược dòng. Và cô thấy ở trong con người con toát ra một cái tinh thần rất là tự tin, rất điềm đạm. Cô Đôi Thượng Ngàn không phải là một tiết mục dễ để mà thể hiện đâu. Và thêm một lần nữa, thầy Quốc Đại rất là đầu tư cho con. Tất cả mọi thứ rất đẹp. Bản thân con không cần làm gì nhiều hết. Đứng trên cái tảng đá kia, với cái quạt, với ánh mắt thần thái và với giọng hát của con, cô đánh giá đây là một tiết mục rất rất thành công. Chúc mừng bé Phương Nhi. Xin cảm ơn cô. Cô Dị Khương thích nhất là cái câu cuối đó. Lúc mà con xòe cái quạt lên, con xa giá hồi cung nha. Chứ cỡ cô Dị Khương là nó cho vô lãnh cung rồi. Chịu. Mình hát nghề 20 mấy, gần 30 năm, chưa bao giờ có được cái sân khấu đẹp như vậy, sang như vậy. Nhưng đây có phải là thế mạnh của con không? Dạ, đây là lần đầu tiên con hát văn ạ. Thật sự thì Đại có hỏi con rằng ở một cái thể loại dân gian nào mà con rất là thích mà con chưa thử không? Thì nó dạ con rất là thích bài Cô Đôi Thượng Ngàn. Đắn đo suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì cũng có nhiều bạn đã thể hiện rồi. Và phải làm như thế nào để cho con phải mới. Buộc con tự tập rồi trả bài cho thầy. Nếu thầy cảm thấy nó tấu điểm thôi thì thầy sẽ chuốt thêm và thầy mới quyết định cho con làm. Thì khi mà trả bài thì Quốc Đại nghĩ rằng đây là sẽ một cái bài rất là tốt cho bé và rất là hợp với giọng bé nữa. Thì dạ. Và đây là ca khúc mà Quốc Đại đã chuẩn bị cho con. Cô Dị Khương được làm quen với cái này từ hồi xưa cô, cho nên cô biết được ngoài phủ thật á, là cô đã xem rồi. Và cô Việt Khương có quen với một người anh chuyên môn đi hầu, là cô Việt Khương đi theo để xin lọc. Mỗi một giá này lên á là rất là quan trọng. Tại vì cô rất là đẹp, nãy thần thái con sang trọng, con đẹp lắm, thích vô cùng luôn. Hết giá con đi về đó, xa giá hồi cung con cứ về. Trời ơi sao con đẹp chịu quá con ơi, ai cho rớt giết nữa. Trời ơi gì vậy, bữa nay phải chọn có hai tiết mục thôi đó. Mà vui nhất là lát hai người này giết lại tôi nè. Anh Đại Nghĩa, chú Nghĩa rất thích cái giọng của con trong cái bài hát này. Nó trong veo mà nó rất là sắc nét. Con hát đúng nhịp vô cùng, không có sai trật một chút nào cả. Nó mượt, nó ngọt ngào, nó hay vô cùng luôn. Ngay cái câu cuối cùng xe loan thánh giá hồi cung cũng vậy. Một cái kết thật là đẹp cho cái tiết mục của con. Trong một cái chương trình thi á, thì quán quân chỉ có một thôi. Nhưng mà tất cả các thí sinh, nếu như may mắn chúng ta sẽ có được một tiết mục nào đó như là một cái dấu mốc, một cái đóng đinh thật là mạnh với chương trình, thì đây là cái dấu mốc của con đậm nhất trong chương trình từ đầu đến bây giờ. Và con cảm ơn ban giám khảo và tất cả mọi người đã xem tiết mục của con và những lời nhận xét của ban giám khảo đã dành cho con. Trời ơi, đẹp và còn khéo nữa, hát thì hay nữa. Chúc mừng con với tiết mục này. Một tràng hỗ tay cho Phương Nhi. Còn bao nhiêu lần mẹ nằm gần ôm con,
còn bao nhiêu lần được dịu dàng tra hôn, còn bao nhiêu lần nữa, bao nhiêu thời gian ai hôn con, ai hôn con vào lòng, mai con về. Ôi sáng nghiêng nghiêng bên ngoài hiên, con đi như cơn gió, mùa đông se lạnh tràn về, như con nắng vàng óng, biết khi nào ở lại giữa chiều đông. Chiều nay nhớ giọng cha khàn khàn giữa tiếng thở ra, ngày nào được dịu dàng tra hôn, còn bao nhiêu lần nữa, bao nhiêu thời gian ai hôn con, ai ôm con vào lòng, rồi mai con về nhà mình lại vui ghê, tìm nơi yên bình giữa dòng đời bốn bề, là nơi có mẹ cha, có tình thương quê nhà, mai con về. Thank you.
Và xin dành một tràng hô tay cho Đức Thành. Dạ. Biết thắng thua làm sao, nhưng tôi biết là suốt cái cuộc đời này anh sẽ rất là kỷ niệm khi mà hàng con trai mình đứng trên đó hát với cái số tuổi này và chạy xuống tặng cho anh cái bông, thì tôi nói thiệt với anh, nó đã vô cùng và nó là kỷ niệm suốt suốt luôn. Tôi nghĩ là đây là cái kỷ niệm đẹp nhất đối với cái bậc làm cha mẹ như anh. Rất là hạnh phúc. Có thể là bao nhiêu mồ hôi công sức để mà chăm cho con, nhưng bây giờ cảm thấy cái điều đó là nó trên cả tuyệt vời nè. Bởi vì cái điều mình mong muốn với con là nó chỉ cần trưởng thành thôi, nhưng bây giờ thấy con là đã làm cho mình hãnh diện nè. Và cũng rất mong là con nó tiếp tục phát huy cái tinh thần này và sẽ luôn nghĩ về ba mẹ khi nó trưởng thành. Dạ, xin được cảm ơn sự hiện diện và đồng hành của anh. Sao con khóc? Tại ai làm ca khúc này rất là hay và con rất là thương ba. Hãy đón nhận sự nhận xét của ban giám khảo nha. Ai làm hòa âm bài này cho con? Dạ, người đã hòa âm cho bài này cho con là thầy Biển. Dạ. Một phần con thành công là con phải cảm ơn bài hòa âm và cảm ơn band với của con nha. Con có một cái phong cách biểu diễn, lúc mà con hát cái tay con quơ quơ cái chân con nhịp á, con giống chú Quang Dũng á, hợp lý, dàn dựng đẹp nữa. Cảm ơn rất nhiều vì sự chỉnh chu của mọi người. Cảm ơn màn hình LED, có thể là cái màu của cha mẹ một thời gian sẽ mất đi, nó sẽ là màu đen trắng trong lòng mình thôi. Cái sự hiện diện, cái tình cảm đó nó giống như cho mà không bao giờ được nhìn nhận. Quên luôn cảm ơn. Và cái này nhắc nhở luôn cả nhiều người, rồi một ngày đâu nhắc lại thì nó là hình màu. Màn hình LED mấy cô chú ở trên đó cho mấy cái màu đen trắng dắt tụi con đi, đẹp tuyệt trần. Bộ đồ vest đẹp luôn, cái gì cũng đẹp hết trơn. Tụi nói câu cuối nữa. Hả? Ai cho rớt giết người đó? Không, không dám. Sao hai người này giết tôi quá à? Thật sự là nước mắt trực trào khi mà con bước xuống tặng cái hoa hồng cho ba của mình. Cảm giác rất là thật, rất là đáng yêu. Một cái sáng tác rất là hay về ba. Thì đây là một trong những cái hơi thở rất là hiện đại. Cũng như cô Việt Hương, cô rất là thích cái cách phối âm của cái bài hát này. Nó rất là cảm xúc, nhưng mà nó rất là, nó đem lại cho mình cái cảm giác rất đáng yêu. Về phần của con thì nhớ những cái khuyết điểm của mình, đó là những cái nốt thấp. Còn nốt cao của con rất sáng, rất đẹp. Cô rất là thích những cái bỏ nhỏ của con, rất là phù hợp với hát live band. Cô chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô. Con rất là may mắn. Như một người nghệ sĩ chuyên nghiệp thật sự đang trình diễn, và con đã làm được cái điều mà chú cũng ao ước làm cho ba mình lắm mà chú không làm được. Đến bây giờ thì chú đã không còn cơ hội để làm điều đó nữa rồi. Con hãy trân trọng, hãy ghi nhớ cái khoảnh khắc này, cái tình cảm này. Bởi vì chú biết rằng nhiều khi lớn lên cái dòng đời nó đưa đẩy mình, và đôi khi mình quên mất những cái người thật sự yêu thương mình, đó chính là những người gần gũi bên cạnh mình nhất. Cảm ơn con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Con muốn nói gì với ba con ngày hôm nay? Con sẽ cố gắng học tập và theo đuổi đam mê của mình để ba vui. Con rất thương ba. Và đó chính là những điều thật nhất trên sân khấu của chúng tôi. Và hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ luôn luôn yêu thương và dành tình cảm cho các bạn nhỏ. Và ngày hôm nay một tràng hỗ tay cho Đức Thành. Cảm ơn con.